Châu Âu lại đang trở thành điểm nóng của dịch COVID-19 khi mà châu lục này chiếm hơn một nửa tổng số ca mắc mới trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Và so với ngày trước đó thì số ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua cũng tăng lên hơn 50.000 ca. Diễn biến dịch bệnh tại châu Âu khiến cho giới chuyên gia y tế lo ngại rằng nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới tại khu vực này. Trước dấu hiệu dịch bệnh có nguy cơ chuyển biến phức tạp tại châu Âu, nhiều nước đang hết sức cảnh giác và nhanh chóng đưa ra các biện pháp phòng chống dịch. Như tại Bỉ, kể từ giữa tháng 10, các chỉ số dịch bệnh đã trở nên đáng lo ngại với số lượng các ca mắc liên tục tăng. So với tuần trước, các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 trung bình mỗi ngày tại Bỉ là 5.300 ca, tăng hơn 70%. Số ca nhập viện cũng tăng 50%. Chính phủ Bỉ đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch hiện hành. Theo đó, kể từ ngày 29 tháng 10, sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại các không gian công cộng khép kín trên toàn quốc. Lý do dịch bệnh gia tăng là việc đi học trở lại của học sinh sinh viên, công sở hoạt động trở lại, cùng với việc mở rộng các hoạt động trong nhà do điều kiện thời tiết thay đổi. Còn tại Séc, chính phủ đã kêu gọi những người dân chưa tiêm phòng COVID-19 cần nhanh chóng tiêm vaccine để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do số lượng ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh. Theo Bộ Y tế Séc, số lượng ca nhiễm mới đã tăng nhanh trong những tuần gần đây, từ vài trăm lên tới hơn 4.000 ca một ngày, trong đó 75% là những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và 40% ở độ tuổi dưới 19. Giới chức y tế Séc cảnh báo tình hình dịch bệnh sẽ tồi tệ hơn trong những tuần tới và biện pháp ứng phó hữu hiệu duy nhất vẫn là tiêm vaccine đại trà.